Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm công nghệ mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, ngày hôm nay là ngày thứ bảy, lương chúc tất cả các bạn có một ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc bên người thân mọi người nhé. Các bạn ơi, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là chiếc Dell Inspiron 5490, một chiếc máy được trang bị i7 đời 10, hiện nay có giá bán phân phối tại thị trường Việt Nam với phiên bản có Vega rời, đâu đó ở mức giá là dưới 25 triệu đồng. Chiếc máy mỏng nhẹ, cơ động và thiết kế rất sang. Thực ra dòng Inspiron này có thiết kế thì cũng la lá một chút hơi hướng của những chiếc Dell XPS, nhưng nó lại rẻ hơn đến một lửa. Ví dụ một chiếc Dell XPS mình cho là cùng cấu hình chẳng hạn như con 7390 ở thời điểm ra mắt của nó thì sẽ có giá bán bao nhiêu? Nó có giá bán lên tận hơn 30 triệu đồng luôn, nhưng lại không có Vega rời. Con này là phiên bản màn hình 14 inch có Vega rời. Chính vì thế là nó sẽ hỗ trợ cái tác vụ về đồ họa tương đối tốt mà lại giá lại rẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phiên bản này nhé. Mời quý vị và các bạn đón xem. Vâng, thưa các bạn, đây là cái hộp của máy này. Đây là dòng sản phẩm được phân phối giữa FPT Select này, tập đoàn FPT này, họ nhập về. Đây là tem tiêu chuẩn chất lượng và cấu hình của máy có sẵn đấy nhá. Ở bên này thì họ sẽ hướng dẫn sẵn để các bạn có thể hướng dẫn sử dụng laptop đúng cách này. Các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều bước này, 11 bước. Các bạn có thể nhìn vào đây để biết dùng nhá. Sạc của máy có công suất là 65W này, dây nguồn này, chân sạc là chân kim nhỏ như này nhá. Con này là dòng giá rẻ này, chưa được sạc Type-C. Giá hơn 20 triệu thì vẫn xếp vào phân khúc là cao cấp chứ không phải rẻ đâu mọi người ạ. Vâng, thưa các bạn, thì trên tay của mình thì các bạn có thể thấy đây là chiếc Dell Inspiron 5490. Có vẻ chiếc máy thiết kế khá dày. Bởi đơn giản nó dày như này thì cái không gian tản nhiệt bên trong mới có lắp được Vega rời. Và trọng lượng tổng thể của chiếc máy nó là 1,36 kg. Toàn bộ vỏ máy bằng hợp kim nhôm. Mình đã từng trải nghiệm với phiên bản Dell Inspiron 7490. Nó mỏng hơn rất nhiều, nó chỉ có cân mốt thôi, nhưng trang bị chip U và nó cũng không có Vega rời. Đấy, toàn bộ vỏ kim nhôm này. Các bạn thấy là bên cạnh phải của mình thì nó cũng có đầu độc thẻ, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5 này các bạn, kết nối âm thanh. Đây là cổng USB, lỗ khóa của máy. Đằng trước thì các bạn thấy là một ngôn ngữ thiết kế tối giản. Và các bạn thấy là có một cái G nhỏ ở đây để chúng ta mở máy nó đơn giản hơn. Đây, ở bên này thì các bạn sẽ thấy là sạc của nó này, cổng HDMI này, hai cổng USB và đây thêm một cổng Type-C. Nhưng không thấy ký hiệu tín xét, có lẽ là cổng Type-C này sẽ không cho phép các bạn sạc trên cổng này. Đây bên dưới đây, cái phần mặt lề này, chỗ này là làm bằng nhựa này, bo hơi tròn. Các bạn thấy là hai hốc tản nhiệt được đưa đằng sau như này. Các bạn nhìn thấy nó giấu trong màn hình này, nhìn kỹ mới thấy này. Đây là hai hốc loa này. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng bên trong chiếc máy để khám phá khả năng nâng cấp của chiếc máy này nhá. Mời quý vị các bạn đón xem. Thông tin của chiếc máy các bạn thấy nó ghi hết ở đây này. Từ nguồn điện đến xuất service này, các bạn check thị trường, xuất xứ, cấu hình của nhà sản xuất. Các bạn ơi, cái lắp bên dưới nó bằng nhựa các bạn ạ, chứ không phải hợp kim nhôm nhá. Các bạn thấy là tất cả những phần này để gia cố cái máy chúng ta nó chắc chắn hơn này. Những chi tiết các bạn thấy là gia cố này, cực kỳ chắc chắn này. Cái phần này là tản nhiệt cho máy này, ổ cứng này. Ai chà, vẫn còn một khe cắm RAM cho mọi người nè. Có 4GB RAM on và 4GB RAM rời. Vị trí là nếu mà cắm một que 16GB thì chúng ta sẽ có là 20GB. Và nếu mà cắm một que 32GB nếu nhận hết thì là sẽ là 36GB RAM cho chiếc máy này. Đây là con CPU, đây là Vega rời được onboard trực tiếp trên bom bên. Đây là Wi-Fi này, vỉ USB này, đây là cái ổ cứng của máy các bạn nhé. Hai cái loa này, dung lượng pin của máy là 51W. Chiếc máy sẽ cho phép các bạn nâng cấp RAM, nâng cấp ổ cứng, CPU, GPU, onboard trực tiếp trên bom bên. Chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp mà chúng ta sẽ ấn định cấu hình dùng máy suốt đời là như này. Bây giờ thì tớ sẽ nắp vào để test chiếc máy này nhé. Đây là quả pin set mode này, đây là cái cáp của bàn phím này. Vâng, thưa các bạn, thì cái barrier viền màn hình các bạn thấy khá mỏng, bên trên có camera. Nhưng có vẻ như thiết kế cái phần này thì không được sang như các dòng Dell XPS mọi người ạ. Chất lượng của bàn phím thì các bạn thấy nó sẽ có hành trình bàn phím cao lổi như này. Và với phiên bản này thì chúng ta sẽ có phím bật nguồn ở đây. Mình sẽ kiểm tra luôn xem có vân tay hay không. Tôi sẽ kiểm tra luôn phần cứng của nó bên trong này. Mà nhìn vào đây thì mình nhìn sợ là không có vân tay bạn ạ, các bạn ạ. Không có các bạn ạ.
Rất tiếc là phiên bản này lại không có bảo mật vân tay mà cũng không có nhận diện khuôn mặt. Đây các bạn thấy này. Còn bình thường mà có bảo mật vân tay thì nó sẽ phẳng như này. LED phím các bạn thấy là LED màu trắng này. Và đây là cái tem tổng đài chính hãng của nó này. Đây có lẽ là chiếc máy có màn hình 14 inch có Vega rồi. Rất là ít, rất là hiếm. Thông thường chỉ có dòng Dell Latitude thôi thì họ hay làm cái máy có Vega rồi. Đây là Bluetooth trong máy này. Bluetooth có thì được trang bị trong máy thì sẽ hỗ trợ các bạn kết nối các tín hiệu âm thanh và hình ảnh không dây. Kết nối các tín hiệu mà hỗ trợ Bluetooth. Có webcam này giúp các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập và làm việc online cũng cực kỳ tiện như lúc dịch bệnh như này. Ổ cứng trong máy của Kioxia, cái này là của Nhật các bạn nhé, 512 GB. Đây, nó có Vega rời. UHD Grand Prix 620 thì là Vega On này, NVIDIA GeForce MX230 Vega rời này. Có Vega rời thì bổ trợ các bạn có tác vụ về đồ họa tốt hơn. Máy vẫn được trang bị Wi-Fi 5 chứ chưa phải là Wi-Fi 6 mọi người nhé. Máy được trang bị chip này các bạn thấy là i7-10510U. Đây là con chip thế hệ thứ 10 nhưng vẫn sản xuất tiến trình đó là 14 nanomet chứ không phải là Ice Lake tiến trình 10 nanomet mọi người nhé. À, độ lầy của chuột khá tốt các bạn ạ. Các bạn thấy là con chuột nó chỉ là một mặt phẳng như này nhưng các bạn vẫn bấm trái phải bình thường. Đây. Chất lượng màn hình của máy khá tốt các bạn ạ. Mình sẽ thử này. Tỷ lệ bao phủ màu của máy thì nó chỉ đạt ở mức 53% sRGB và 34% Adobe RGB. Màn hình được sản xuất năm 2018. Thực tế như thế này thì mình đánh giá ở mức khá rồi. Chất lượng màn hình này thực sự là ở mức khá thôi. Đối với các dòng máy giá rẻ thì Dell bao giờ cũng được tiết kiệm hơn so với những dòng chẳng hạn XPS thì chắc chắn là 100% sRGB rồi. Ở đây thì các bạn thì thấy là nó khá thấp. Tỷ lệ bao phủ màu thấp đồng nghĩa với việc là cái hệ số màu nó sẽ không được chính xác cho lắm. Con này được tích hợp Waymark Audio. Xem thử loa có hay không nào. À, được cái loa to. Waymark Audio đấy các bạn ạ, chất lượng âm thanh ổn nhá. Được được, loa khá hay. Và với màn hình IPS thì các bạn thấy là góc nhìn của nó sẽ đạt 178 độ, trong vắt luôn. Và bên trên màn hình thì có trán chống lóa nên các bạn có thể nhìn lâu mà không mỏi mắt. Phím thì bấm thì khá tốt. Ở đây chúng ta sẽ thấy là cái bốn cái phím này thì bố trí khá là sát nhau. Có lẽ là bấm khá khó và dễ nhầm nên các bạn bấm phím này thì từ từ các bạn ạ. Còn tất cả những phím này bấm thì đều ok ngon lành. Và bên trên thì các bạn thấy là những cái dãy phím media này các bạn có thể chỉnh này, to nhỏ loa, tắt loa này, bàn phím này, sáng tối màn hình này. Đấy, rất là nhiều tính năng ở bên trên. Còn âm thanh của máy thì các bạn có thể thấy là nghe rất phê đúng không? Còn chất lượng màn hình thì chỉ ở mức khá nên các bạn dùng để design chiếc màn hình này thì mình nghĩ vẫn có thể chấp nhận gam màu này được. Nếu mà con này mà đẩy lên tỷ lệ bao phủ màu lên 100% thì quá ngon luôn. Vâng, thưa các bạn thì cái tựa game Tomb Raider này đại đa số tất cả trên những chiếc máy có cấu hình mạnh. Mình hôm nay thử test được chiếc máy này. Với dòng CPU i7 thế hệ 10 và có Vega rời, chính thế vẫn có thể kéo được tựa game này. FPS thì lên khoảng 42 FPS đến 50. Độ thu game khoảng từ mức 60 đến 70 độ C. Chất lượng âm thanh tốt và hình ảnh rất đẹp. Với những tựa game kiểu dạng như này các bạn vẫn có thể cài được bởi vì chúng ta có hỗ trợ bởi Vega rời. Thì chơi game nó cũng sẽ ngon hơn những chiếc máy được trang bị Vega On. Và việc bổ trợ Vega rời thì kể cả giúp các bạn dựng video các thứ cũng tốt hơn. Nhiệt độ chơi game như này là khá ổn và chất lượng bàn phím mình vẫn thấy được. Các bạn có thể chơi những tựa game như là Solid Gold này, Liên Minh Thoại, Hotline Đế Chế Đột Kích. Và cũng có thể là cài bản PUBG, bản PC và được, nhưng mà luôn là cấu hình của chiếc máy này thì nó hoàn toàn trong mức bình thường thôi. Vâng, thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm xong với chiếc Dell Inspiron 5490, đơn giản đây là một chiếc máy có thiết kế khá sang, các bạn thấy là khá là sang trọng, chất lượng màn hình tốt và chất lượng bàn phím tốt. Những cái điểm không được của máy thì các bạn thấy là nó thiếu đi bảo mật vân tay và không có nhận diện khuôn mặt. Đấy. Wi-Fi được trang bị trên máy là Wi-Fi 5, chưa được nâng cấp lên Wi-Fi 6. Có lẽ là đã nhắm vào phân khúc kiểu giá bình dân hơn một chút so với các dòng XPS. Chính vì thế Dell đã trang bị cái cấu hình như này. Điểm được của máy đây là một trong những chiếc máy được trang bị i7 và có thêm Vega rời.
Nó sẽ hỗ trợ các tác vụ các bạn làm đồ họa chơi game tốt hơn so với các phiên bản Vegon. Nếu mà tính ở phân khúc giá thì nó rẻ hơn các dòng XPS, nó khoảng gần 10 triệu đồng. Chiếc máy này hiện nay có giá bán thị trường nó khoảng hơn 20 triệu một chút thôi. Sau khi mình test thực tế thì thấy nhiệt độ của máy thì các bạn có thể thấy là khá cao so với phiên bản chạy Vegon, nóng hơn. Nhưng với mức nhiệt độ ở khoảng 70 độ thì mình nghĩ là hoàn toàn cho phép của chiếc máy này. Tản nhiệt được đẩy hơi nóng ra đằng sau, chính vì thế nó cũng không ảnh hưởng gì trong cái việc khi các bạn để tì tay bên tay trái bên tay phải. Chất lượng âm thanh của máy phải nói là khá hay cho chiếc máy này. Còn màn hình của máy thì mình đánh giá màn hình Full HD IPS có độ sáng tương đối tốt ở mức khá. Các bạn có thể dùng để design cực kỳ chính xác. Các bạn có thể dùng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD hay các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép video. Chiếc máy này hoàn toàn đáp ứng tốt. Ở đây rất tiếc là nó có cổng USB Type-C nhưng lại không hỗ trợ sạc mà chỉ có hỗ trợ băng thông ra bên ngoài, các tín hiệu âm thanh và hình ảnh thôi. Chưa có cổng thu nút 3. Đây là cũng là một điều thiếu của chiếc máy này. Thực ra này, với phân khúc hơn 20 triệu thì các bạn có thể chọn lựa rất là nhiều dòng máy, nhưng đeo bao giờ cũng bán ở mức giá cao hơn so với các thương hiệu khác các bạn ạ. Với chế độ bảo hành 1 năm chính hãng, chiếc máy này hoàn toàn phù hợp với các bạn dùng các công việc như là lập trình này, các ứng dụng về đồ họa tầm trung, các bạn dùng lập trình hay là kinh doanh, kế toán, marketing. Chiếc máy này đều ok, ngon lành. Và một ưu điểm nữa của máy là cho phép các bạn nâng cấp RAM tối đa là 20GB RAM cho chiếc máy này mọi người nhé. Thời lượng pin của chiếc máy có thể duy trì dùng khoảng 6 đến 8 tiếng cho chế độ dùng văn phòng bình thường, độ sáng 60% màn hình và kết nối Wi-Fi, Bluetooth, mọi thứ. Vâng, thưa các bạn, là chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc Dell Inspiron 5490 của mình xin đây là cảm ơn các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình đang mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng mọi người ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những video mới nhất của số công nghệ TD. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.